Okay, the first word today to join the Pantado class, we will study about the word about food and drink. And the beginning of whole, we will study about the word cheese, right? Cheese. Thế con xin mời Ngọc Hân nha. Yes. Cheese. Good job. So, cheese. Okay. And another word. Coconut. Coconut. Do you like it? Các con thích cái này không? Coconut. Do you like coconut or not? You just like cheese. You just like cheese. Các bạn chỉ thích cheese thôi. Ah yeah, coconut. Coconut. Okay, one more time we say. Coconut. Coconut. Right, coconut. Now, one more time, we will spelling it. Nếu mà dành cho các bạn nào mà không biết viết từ này thì mình có thể xem từ spelling nó như nào nhá. C-O-C-O-N-U-T. C-O-C-O-N-U-T. Coconut. It's so good for your health. The next one. Do you know this word? Coffee. You know it? Coconut? Coffee? How about coffee? Do you like coffee? No, it's not yummy. Okay, Phạm Khánh Hà said to me that the coffee is not good. Coffee is not yummy. Coffee. Okay, comment for me. Coffee. Spell it. C-O-F. F E E. Okay, C O F F E E. Màn hình có bị sao nhỉ? Màn hình bị sao? Yes, I like coffee. Nếu các bạn không có vấn đề gì thì các bạn phải comment cho cô nha, tại vì lớp mình hơi đông đó. Right, it's a little bit crowded. Okay. Nào, tiếp nhờ không thích coffee nhưng mà có thích cái này không? Cô sẽ không share nhạc nữa, cô sẽ share riêng màn hình thôi. Cô sẽ share màn hình cho các con thôi, được chưa nhỉ? Yeah. Các bạn nhìn thấy chưa? Yes. That's good. Hôm nay thì mình sẽ không có nhạc nền nữa, tuy nhiên là các bạn phải tập trung vào từ nhá. Right. Okay. Các bạn đã nhìn thấy coffee của cô chưa? Các bạn đã nhìn thấy coffee chưa? Con không uống được nước dừa. That's a pity, you know? Nước dừa is so cool, right? Nào, các bạn luyện tập theo cô nhỉ? Coffee. Coffee, cô vẫn đang nhìn nó. I'm looking at you. Coffee. Rồi, Anna, Tạ Khánh Linh đang luyện tập rất hăng say. Hải Nam đâu? Coffee. Coffee. Ok, hi Hải Nam. Nào, tiếp tục câu hỏi con tiếp nào. Các bạn xem Hải Nam nào. Chà, Hải Nam này xinh quá nào. Rất là đẹp trai. Nào lên Hải Nam cho con biết là do you like coffee or not? Thích coffee không? Like or don't like? Yeah. Yes, you like it? Oh, thế thì không tốt đâu nha. Coffee là dành cho các bạn mà tuổi thơ đấy nha. Thì con là không có coffee đâu ấy nha. Ok, nhắc nhở nhẹ nha. Tuy nhiên thì là có một cái món mà các bạn cũng khá là thích ở đây, đó là wow, look at this, how could we speak out loud this word? How could you speak out loud this word, please? How could you? Làm nào đây? Coca-Cola ơi! Hôm nay mình không quảng cáo cho Coca đâu, mình chỉ nhắc đến một cái loại thức uống tên Cola. Alright. Cola. Yeah, cola. Nó không đọc là cola nhá. Don't speak out loud this word. Cola. Cola. Now, one more time we say. Cola. Okay, I will random choose one student. Yeah, cô sẽ random một bạn nhá. Kitty, Lưu Bảo Anh nào. Kitty, Lưu Bảo Anh nào. Raise your hands. Yes. Can you speak out loud this word for me, please? Chắc con nào read out loud this word for me and all the class here. Người ạ.
Coca-Cola. Coca-Cola. Oh, no, no, it's not. Nào gần đúng rồi nè. Cola. Cola. Không phải là nào, bạn nào quên một cola mình nhầm tí. Đương nhiên rồi, có rất nhiều bạn đọc là cola mà, cho nên cô Lương đang phải huấn luyện lại một chút đây đúng không? Cola. Cola. Right. Nào. Tiếp tục nha. Đây là việc gì đây? Hỏi cái gì? Cook. 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 Các bạn có thích cooking không? I don't know, I don't know, I don't know too much. But I like cooking so much. And how about you? Do you like cooking or not? Các bạn trên livestream có thích cooking không? Hay các bạn ở trong lớp mình có cooking không? Có giúp bố mẹ cooking cái gì chưa? Đã ai giúp bố mẹ cook cái gì chưa nào? No? Chưa à? Sao lại chưa? Chưa? Nào cô cho chat một chút nha. Và bây giờ các bạn có cooking nào? C O O K C O O K có một tám. C O O K cook. Ok, nếu dành cho những bạn nào mà không có biết từ này thì sau mỗi buổi học thì cô sẽ take note lại tất cả các cái trang này và gửi lại trong nhóm cho các bạn nhá. Và những bạn nào mà hôm nay không học trực tiếp được thì vẫn có thể là vào nhóm Zalo này hoặc là học trên livestream. Cô vẫn sẽ cập nhật từng bài một cho các bạn học lại nha. Chúc mừng mình to math. Right. Next one. Cook là nấu ăn nhưng mà cookies thì đó là cái món bánh rất là ngon đây. What's that? What's this baby? What's this? Nào, Nguyễn An Phú nào. Các bạn không spam nhỉ? Cookie. Yeah, cookie. So, Phú, do you have cookie near you? Con có cookie ở gần chỗ con không? Do you have cookie near you? Các bạn có đọc cookie không? Bạn nào có cookie bây giờ đem ra đây cho cô xem nào. Giờ này ai có cookie? I don't have cookie. You don't have cookie. Bây giờ cô sẽ xem tất cả các bạn ở đây xem là bạn nào có cookie không. Các bạn show cho cô xem nào. Show me. Đâu bây giờ có cookie ở đâu mà chạy ra lấy cho cô cái cookie nào. Cái cookie ở chỗ nào? Ở nhà có chỗ nào có cookie đem ra đây nào. Khoe, khoe, khoe. Tôi thấy rất nhiều bạn đang có cookie rồi, đang chạy ra lấy rồi. Cookie. Ok, cookie. Anna, how about Anna? Anna có cookie không? Anna? Anna, Anna. Anna. Cô xem nào, có một số bạn đang có chạy ra. Ui dồi ôi, Tiến Minh, cái cục gì đây? Cái cục này giống cái cục tẩy chứ cái cookie đâu mà cookie. Rồi nha, one more time we say cookie. Thank you An Phú. Right, the next one. Mình sẽ có một cái loại bánh mà nó cũng ngon, không kém phần ngon so với cookie, đó là đó, cái loại này thì thường thường các bạn không có hay ăn đâu. Nó béo lắm, béo như cô Ngọc vậy. Right. Cornflakes. Cornflakes. Đây là một loại ngũ cốc bị ngô xong thì ăn với sữa, ăn vào buổi sáng. Đó, cornflakes. Cornflakes. Nó không phổ biến ở Việt Nam, tuy nhiên là ở nước ngoài rất phổ biến nào. One more time we say cornflakes. Cornflakes. Nào các bạn đọc theo cô nào, cornflakes. À, từ mới nha, từ này hơi dài nha, nghe spelling nào. C O R N F L A K E S. Cornflakes, bởi vì là mình đâu chỉ ăn một viên đâu đúng không? Mình ăn cả bát cả tô, rất là nhiều cornflakes, cho nên là mình sẽ là cornflakes. Right? Bỏ mất cái chữ S này đi thì nó chỉ là một cái viên này thôi. Yeah. Cornflakes. Good job. So now, next one. We have What's this? Nguyễn Bá Phúc nào. Chạy đi đâu rồi? Hà Đức Chí nào. Yes, can you hear me?
nghe thấy con nghe, con nghe thấy cô không? It's a sandwich. Yeah, it's a sandwich. So now, check it. Sandwich. Wait. À, bạn đức trí rất là sandwich. Good job, đức trí à. Đấy, các bạn nhá, ví dụ như là để tên đầy đủ như đức trí nhá. Actual. Đúng không? Thế là cô nhìn thấy tên đức trí luôn. Thế cô tích điểm vào đấy. À, thế là xong nhiều điểm cái là mình có thưởng. Mình cứ để tên linh tinh được. Hay ăn sandwich vào buổi sáng không? Cô xem phần chat nào. Nào. Sandwich, I like sandwich. Chính xác, I like sandwich. Thế bây giờ tối rồi thì không ăn sandwich, đúng không? Là đói. Một cái loại mà rất là ngon. Đây, kẹp ở giữa sandwich. Không bao nhiêu hạ cánh cơ. Vegetables. 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 Đúng rồi nha, spell it. VEGETABLES. Có một số bạn sẽ đọc là vegetables. No. Đúng không? Có bạn nào vegetables không? Giơ tay nào. Raise your hands. Bạn nào đang học là vegetables. Don't worry. Yeah. Thế bây giờ mình sẽ sửa lại một chút nhỉ. Vegetable. Vegetables. 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 One more time. Vegetables. Vegetables. Yeah, các bạn luyện đọc theo cô nào. Vegetables. Vegetables. Good job, cô thấy các bạn luyện đọc rất là hăng luôn. Tốt. Nào, bài này không chỉ có mỗi là lúc mình học thì mình luyện nó nha. Sau ra bài tập phải làm nó nghe chua. Right. À, cái món này ngon nè. Bạn nào biết đọc, giơ tay. Who can? Phan Bảo Huy biết đọc không? Đâu Bảo Huy đâu? Huy ơi. Yeah, can you hear me? Huh? Nghe cô. Yogurt. Oh my god, good job. Yogurt. One more time. Con đọc cho cả lớp nghe nào. Yogurt. Yogurt. Wow, ending sound của cô đâu rồi? Yogurt. Yogurt. Đây. Nếu bạn nào học lớp cô lâu rồi không có ai bỏ cái này luôn ý, mất dấu đấy. Nào, nào gần được rồi, gần đẹp trai rồi nào. Yogurt. 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 Chữ một cái cho cô xem nào. I like yogurt. Ok, I like yogurt. Okay. Thế có ăn hay ăn yogurt không? Các bạn hay ăn yogurt không? Hay là bảo Phan Bảo Huy có hay ăn yogurt không? Có. Yes, good. Thế các bạn ở phần chat thử xem nào, xem có ăn không? Ăn để nhuận tràng nhá, ăn để tăng cường vi sinh nhá. Đấy, nào bây giờ nào, lượng từ thì nó cũng chỉ có thế thôi. Bây giờ đến cái phần mà nó căng thẳng hơn một chút, đó là cái phần. Are you ready for this? Maybe yes. Bây giờ mình sẽ, sau khi mà mình đã học một số các cái từ vựng ở đây đúng không? Just about the food. Nào, thì về drink thì chỉ có bottle, bowl, cup, freezer, and glass, đúng rồi, cái hồ, cái bình này, đây là cái bát này, the bowl, the cup, right, freezer, cái tủ lạnh, đấy, and glass, và những cái từ này là từ cơ bản rồi, các bạn là từ cơ bản là học từ cái lúc 4 tuổi, 5 tuổi rồi, cho nên tôi sẽ không ôn lại những từ này nữa nhá. Now, come to the song today. Các bạn nha, sẽ tập trung cho cô nào, chuẩn bị hít thở cho cô nào, là đứng dậy nào. Stand up nào. You can stand up nào. Vừa học một rất là nhiều rồi, bây giờ mình stand up một chút nào. Stand up please, đứng dậy cho cô nào. Đứng dậy như bạn nhân vật luôn. Thế mình sẽ xem bạn nhân vật nha. Right, so now stand up please. Good job. Bây giờ mình stand up nào, như cô stand up nào. Okay, here we go.
À, nhưng mà có stand up thì các bạn sẽ không nhìn thấy cô đây, thôi không stand up nữa. À, bây giờ trong cái bài hát này nhá, thì mình sẽ nghe trước, rồi mình sẽ làm theo các bạn, làm theo bài hát này, rồi sau đó mình sẽ hát lại nhá. Are you ready? You ready? Yes, okay, let's start it. A glass of water. I don't like water. A bottle of milk. I don't like milk. A cup of tea. I don't like tea. I like to drink some hay. A carton of juice. I don't like juice. A can of cola. I don't like cola. A bowl of soup. I don't like soup. I like to drink some oil. What? What about salad? I don't like salad. Vegetables and meat. I don't like meat. Maybe some pasta. I don't like pasta. I like to eat your bone. Nào bây giờ, who can say to me that this alien here ở ngoài hành tinh này đúng không? This alien, what does he like? Rất là lạ luôn. Nào các bạn nào đứng lên đúng không? Đứng lên là bắt đầu nhá. Chỉ có thấy lắc đầu thôi. Just shake your head like that. I don't like. Chẳng thích cái gì hết. Đây là một bạn alien đúng không? Một bạn alien. Toàn thích ăn những cái không tiêu hóa. Ôi, ống nước rồi màu sơn thấy ăn gì đúng không? Thế mới nói là không giống con người. Right? That's an alien. Nào, các bạn ngồi xuống nào. Ngồi xuống nào. Right, and sit down. Bây giờ nha, ngồi xuống để có thể xem script. Và sau đó là mình sẽ hát theo nha. Right? Look at this. Và bây giờ các bạn sẽ xem bài hát này và sau đó liệt kê cho cô ra tờ giấy. Hoặc là các bạn nhớ ở trong đầu. Right? Rằng là this alien này like or don't like cái gì nhá. Đầu tiên là mình sẽ xem là anh ấy like cái gì trước. Like đâu? Do you understand? Cô sẽ gọi random bất kỳ một bạn để có thể trả lời câu hỏi cho cô nhá. Đây mình sẽ xem lại bài hát một lần nữa. Watch the song again. And then we will answer the question that what she like or don't like. Ok, mình sẽ tắt chat một chút nhá. Tắt chat một chút nhá. Các bạn chat ở đây xinh đinh lắm. Ok. So, nào nghe nhá. Sẵn sàng chưa? Các bạn bé là thường thường là học ở chăm hơn các bạn lớn đấy, các bạn lớn là tập trung nhá. Đấy. Viên Dương các em nhỏ. Em bạn Nguyễn Phương Thảo nào đây? Thảo buồn này ấy. Em tâm sự Phương Thảo tí không? Nào bây giờ tên mấy cái bạn học sinh lớn của cô đâu rồi? Đâu rồi? Cái Dương đi quê cái đâu rồi? Nó có xem một lượt xem nào. Các bạn ready chưa? Nếu bạn ready, các bạn raise hand cho cô nào. Ready để cô mở nhạc nào. Yes, ready. Cô đang nhìn nha. Đúng rồi, cô đang xem một lượt xem các học sinh của cô như nào đây. Các bạn nhớ mở cam xong khi mà tham gia buổi học nha. Nếu mà các bạn tắt cam đi là đến buổi sau là thầy Vương sẽ chủ động là gửi gắm các bạn ra ngoài lớp. Đấy, đại khái là như thế. Là rất là tiếc cho mình đúng không? Thì mình sẽ không để nha. Ví dụ như bạn này không biết nào. Remove luôn. Đấy, nhưng bạn không mở cam thì hiện tại sẽ remove. Đấy, ví dụ như bạn Anna này, những cái bạn không rõ tên thì sẽ remove nhá. Rất là tiếc nhưng mà đây là luật của lớp ấy. Những bạn không để tên đầy đủ này hay là những bạn mà tắt cam khi tham gia thì mình sẽ phải remove. Xin lỗi cả lớp nhưng mà mình phải theo luật một chút nhá. Để cô xem nào. Nào các bạn mở cam chưa? Đấy. Ok, so now let's start it. Bây giờ các bạn sẽ đọc theo cô nha, để xem là trả lời câu hỏi anh ấy thích ăn những cái gì. A
A glass of water. I don't like water. A bottle of milk. I don't like milk. A cup of tea. I don't like tea. I'd like to drink some paint. Cô sẽ mở chat một chút nào. Đầu tiên là cái cô này, cô ấy mời rất nhiều thứ đúng không? Nhưng mà anh ấy chỉ thích cái gì nào? What does he like? What does he like? Các bạn trên livestream có thể comment cho cô biết được không? What does he like? Paint. Cái gì paint? Cái gì paint nào? Ok, paint chính xác. Tình thế. Tập trung thế. Sơn là dùng tiếng Anh nhá. He likes paint, chính xác. Hồ Đức Thăng comment rất đúng. Mình nói he likes paint. Câu hỏi một câu đầy đủ thì chúng mình hỏi một trả lời câu đầy đủ. Thế là mình sẽ gọi là không nói chấm không, đúng không? He likes paint, chính xác. Dành điểm cho các bạn đang comment he likes paint. Go next. A carton of juice. I don't like juice. A can of cola. I don't like cola. A bowl of soup. I don't like soup. I like to drink some oil. Oh, what does he like? What does he like? Comment for me, please. What does he like? Lạ thế nhở? Cái gì? Ói? Oli? Nào, viết như nào? Oli, oi, đúng rồi, dành cho những bạn rất thông minh, đó là oi. Và phải là he likes oi, hoặc là he would like to drink some oi. Tôi muốn uống một chút gì đây? Dầu, oi, xăng dầu ấy chứ không phải dầu ăn đâu nhá. Oi, ok, one more time, nếu mà dành cho những bạn mà không biết đến cái từ xăng dầu, cái từ dầu ấy. O-I-L oi. Dành như bạn không biết rồi nha. Bạn biết rồi thì các bạn nhớ rồi. Oi. Oi. Yes. Good job. Sợ nhờ. Các con, các bạn nào ăn uống oi không? Uống đánh trò đấy nha. Xăng xe sợ lắm. No đúng không? No. Uống mà đánh không được đâu nhá. Hại lắm. Ok. Không được nghe ngày nào. Tiếp tục nào. Hello. What about salad? À, mời ăn gì đây? What about salad? Ok, mời cái gì đây? What about? Thế còn salad thì sao? Salad nào? Có thích ăn không? Em đoán xem là có thích ăn không? Đoán xem là anh này có thích ăn salad không? No, no, yes or no? Yes, yes. Thích ăn hả? Cô đặc biệt thích ăn nhưng mà không biết cái bạn alien này bạn có thích ăn không thì nghe tiếp nha. I don't like salad. Tôi rất thượng thừa luôn. I don't like salad. Tôi không thích salad đâu. Tôi không thích no no. I don't like. Ok, look at this. I don't like salad. Đấy, nếu con không thích cái gì con nói thẳng luôn. I don't like. I don't like. Ok. I don't like salad. Nào bây giờ nghe cả bài xem là anh ấy thích gì nhá. Vegetables and meat. I don't like meat. Maybe some pasta. I don't like pasta. I like to eat your bone. What's up? What's up class? Các bạn trên livestream, các bạn ở trong lớp mình cho cô biết là anh ấy thích cái gì đây? Oh, thích cái phone. Yeah, he likes phone. Nhưng mà anh ấy thích làm gì với cái phone đây nhỉ? Đúng rồi, he likes eating her phone. Eating her phone, eating. Việc ăn đấy, ăn nó, eating nó. Sau từ like là eating nhỉ. Đây, cô sẽ ghi được trong này cái phone ạ. Ôi, sợ quá. Nào. He likes eating her phone. Phone. Còn nếu mà các bạn muốn mà dùng cái từ là to eat thì đây I he like to eat her phone cũng được. He like to
corn. Oh my god, it's so hard, right? Nhớ nha, nó rất nhiều kiến thức chúng ta. Tuy nhiên là cô khuyến khích cho các con là cứ học vẹt đi. Hôm nào đây các bạn đã biết là trong lớp mình phải để tên đầy đủ. Hôm, hôm. Rồi, chắc là bạn này không được ăn vào lâu nha. Rồi. That is. Ăn điện thoại à, sợ rồi. Ăn điện thoại nào. Nhóm, sau đó thì cho các bạn luyện hát nó. Rồi sau bài hát này thì chúng mình sẽ thấy là rất có rất nhiều sự khác biệt giữa người ngoài hành tinh trong tưởng tượng của chúng ta với mình là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mình được học về cấu trúc I like hay là I don't like. I like. Không mất hả? I like. Don't like. Tôi thích này. Ta không thích đâu. Và hôm nay mình sẽ học rất nhiều từ về food. Sau đó bây giờ mình sẽ làm một chút games. Look at this. Look at this. This food is made from milk. It's yellow. This food is made from milk. It's yellow and sometimes has holes in it. À, bây giờ nào. Mình sẽ có picture, đúng không? We have some pictures here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pictures. Top 10 pictures. Totals, mình có take a picture. Và bây giờ mình sẽ listen to the radio and then choose the suitable pictures for the radio too. Mình sẽ bắt đầu là mình nghe này. Không, mình đã xem picture đúng nhất. Are you ready for this? Yes. Anyway. mình nghe được không? Nên là mình sẽ thử, tôi sẽ thử nói một chút xem nghe mình đọc qua một chút. This food is made from milk. It's yellow and sometimes has holes in it. You can put a slice of it on some bread and eat it. Vừa nói cái gì nhỉ? Bây cô mở chat nào. What is the suitable picture? What is the suitable picture for this, baby? Cô vừa mở chat á. Nào, mình cứ từ 1 đến 10 thôi. Picture nói. This food is made from milk. It's yellow and sometimes has holes in it. Ah, you yeah. can put a slice of it on some bread and eat it. Bây giờ bạn nào cứ tắt cam cái cho ra ngoài lớp luôn. Ok. Ok, tắt cam cái cho ra ngoài lớp luôn nhá. Rồi, bây giờ cô tí cô phải tắt cam bài cô cho các bạn ra ngoài lớp. Đó không phải là sự nghiêm khắc nhưng mà đây là quy luật của lớp mình. Cứ tắt cam là mình cho ra ngoài lớp. Đấy rồi. Và đây là các bạn mở cam lên nhá. Đó đây. Cheese. Nào, cái gì nhỉ? 6, 1. Đám ơn cô đánh số cho các bạn dễ nhìn nhá. Bây giờ cô sẽ gọi một bạn được chưa? I will call someone. 5. Ok, 6. 7, 8, 9, and 10. I will call someone. I will call a person who can answer my question. You know? Tôi có thể gọi một bạn nhá. Một bạn có thể nào mà bạn ấy trả lời được câu hỏi của cô nào. Bạn nào trả lời được câu hỏi nào? Vừa nãy nghe được cái gì nào? Đấy ở dưới trả lời, phần chat là trả lời nhiều lắm rồi. Nhưng không muốn đâu. Thích hơn thôi. Raise hand. Không ra nữa. Now, what can you share? Which picture? Bức tranh nào là bức tranh đúng nhỉ?
một chút nhá, được không các bạn nào? This food is made from milk. It's yellow and sometimes has holes in it. Yeah. You can put a slice of it on some bread and eat it. Yeah. Bây giờ cái câu này là gì nào? This food is made from milk. Made from milk. Làm từ sữa. À, cái món này từ sữa đúng không? Nó có màu gì? A cheese. Rồi, a cheese. Đúng rồi, nó có màu yellow này. Các bạn có thể slice một slice xong rồi áp nó lên trên bread, trên bánh mì và eat it và ăn nó. Thì có thể là cheese thôi. Đấy, riêng Hoàng Giang là số đông nhưng mà lại đúng. Chính xác. Great. The answer is cheese. Thank you Hoàng Giang. Hoàng Giang là có hai em, không biết là hai em tên gì nhỉ? This is a white powder, but it is not sweet. People use it to give food flavor. You can put it into soup, on salad, or meat. Oh, cái gì đây? What's it? What's it in the record? Say about? This is a white powder, but it is not sweet. People use it to give food flavor. You can put it into soup, on salad, or meat. À, cô nghe được từ white powder này. White powder này là một thứ bột màu trắng, không quá ngọt. Cho vào đâu? Salad này, cho vào thịt này. Seven. Nào, seven, tại sao lại seven? Seven. It's a seven, I guess. But S là gì nhỉ? Cái gì đây? Màu trắng này, white powder này. Cho vào salad này. À, không ngọt nữa. Ok. Salt, chính xác. Bây giờ nha. Great. The answer is salt. Salt. Seven. Bây giờ các bạn chọn seven nha. This is a hot food that comes in a bowl. You cook it from meat or vegetables. You eat it with a spoon. Okay. Which picture is perfect? What time? This is a hot food that comes in a bowl. You cook it from meat or vegetables. You eat it with a spoon. Okay, nào, nghe được cái gì nào? Nghe được cái gì nào? Nấu ấy, cook from a vegetable and meat, đúng không? Vegetable and meat. Xong ăn bằng đâu? Ăn bằng cái gì? Ăn bằng gì nhỉ? Bowl. Alright, fine, yes. Đó. Excellent. The answer is soup. So now let's on. This is a kind of gray or brown powder. People use it to give food a stronger flavor. It can make you sneeze. Which one? This is a kind of gray or brown powder. People use it to give food a stronger flavor. It can make you sneeze. Three. Good job. Well done. The answer is pepper. Peppers, you know, strong flavor luôn, vị rất là đặc trưng luôn, đậm luôn, right? Next one, các bạn gần hết rồi. This is something small. You can eat quickly at any time of the day. Yeah, it is something quite small. Small nha, khá là small. And you could eat it all the time in the day. Các con có thể ăn nó cả ngày. Thời gian nào ăn cũng được. Which one? One? No, that's not it. Try again. Mà cái one này nó to mà, nó big phết mà. Nó khá là big đấy. Cái cookie này nó khá là big đấy nha. Cookie nó khá là big ạ. Nhưng
là cái đài nó chỉ nói là cái vật cái thứ này nhỏ nhỏ xíu à. Yeah, Nguyễn Thành Mai. Yes, exactly. Eat the cornflakes. No, that's not it. Try again. Nào. Không phải cornflakes à? Cái nào ăn được? Cái này à? Eat, eat là gì đây? Ghi eat nhưng mà phải ghi từ ra chứ. No, that's not it. Try again. No, it's not rude. Well done. The answer is a snack. Snack? Oh, it's not. I don't see it. It's snack. Cái này riêng cô cũng không làm được luôn, chứ không phải các bạn luôn nhá. Cái trông này giống khoảng đen hò luôn. Cô không nhìn nó là snack luôn. Okay. This is a small and sweet dessert. You bake it and you eat it. It can be round and thin. Okay. This fruit, this fruit, see this food, what this? This is a small and sweet dessert. You bake it and you eat it. It can be round and thin. Nào, nghe nào đầu tiên là gì nhờ? Food này, rồi sweet dessert này đúng không? Rất là ngọt. Ok, xong thì còn break, nướng. Round. Thin, gone, one. Correct. So easy for you. Great. The answer is a cookie. You do this in the kitchen to get food ready to eat by heating it. Heating what? You do this in the kitchen to get food ready to eat by heating it. Okay, đoạn này có nghĩa là you. You do this in the kitchen to get food ready to eat by heating it. You do it in the kitchen. Mình làm việc này ở trong bếp. Mình làm chín đồ ăn và ăn việc. Heat it. Tại những bạn nào chưa biết nhá. Heat it. Có nghĩa là nóng nó lên. Đây là việc gì? Yes, exactly. Cooking. Excellent. The answer is to cook. Yes, of course, to cook. Next one. This food is made from corn. You eat it with milk at breakfast. Yes, nghe nha. Eat with milk and eat in the breakfast. Ăn với sữa này, xong lại còn ăn vào buổi sáng quá. Ôi, cái gì vậy? Cái gì đây? What's it? What's this? Yeah, that's a cornflakes. Very good. The answer is cornflakes. This is a meal. People eat it in the middle of the day. This is a meal. People eat it in the middle of the day. This is a meal. Đây là một bữa ăn. People eat it in the middle of the day. Mình ăn vào giữa ngày. À, giữa ngày là bữa gì? Các bạn nhá, no comment, just only the numbers. Các bạn need to comment how the word. Nào, bữa gì? Nào, bây giờ cô không cần biết picture nào đâu. Cô chỉ cần biết là ăn bữa gì mà ăn giữa ngày là bữa gì vậy? Bữa gì? Yes, exactly. Bữa lunch, bữa trưa, đúng không? Very good. The answer is lunch. Yes, lunch. Now, the last one. This is a part of your fridge. It is used to keep food very cold for a long time. Yeah, this is a part, đúng không? A part of the fridge. Đây là một cái ngăn, đúng không? Một cái phần của cái tủ lạnh này. Và giữ cho đồ ăn thế nào? Yeah. This is a part of your fridge. It is used to keep food very cold for a long time. Keep the food very cold for a long time. Giữ đồ ăn lạnh cho một thời gian dài. Bảo quản đó.
freezer. Good job. Bữa nay cô nhìn thấy có một bạn ghi freezer. Cô sẽ Excellent. The answer is a freezer. Good job. So now, bài tập luyện tập thì các bạn đã hoàn thành hết rồi. And then, now bài tập về nhà của chúng mình nha. Bài tập về nhà của chúng mình thì cô sẽ gửi lại cho các bạn the song here about the alien, đúng không? Bài tập về nhà nào, bài tập về nhà của chúng mình nha, là cô sẽ gửi lại cho các bạn the song about alien. We'll sing aloud the song and then say to me that what he likes or don't like or doesn't like, right? Cô sẽ gửi bài này cho nhóm trên nhóm Zalo này, và các bạn sẽ nghe lại này, các bạn sẽ ghi hình lại hát bài này này, rồi là mình sẽ gửi lại ở trên nhóm giỏi tiếng Anh cùng con trên Facebook nhá, để cô có thể chấm được cách phát âm của các con này. Okay, so now baby, hôm sau thì mình sẽ ôn lại qua bài story để mình ôn lại bài này, và sau đó mình sẽ đến một chủ đề khác nha. And now is a little bit left for our class today. Rất là tin rằng các bạn ngày hôm nay đã có ý thức học tập hơn rất là nhiều, và các bạn đã có những câu trả lời rất là đúng trong giờ học, đặc biệt là các bạn trong lớp trực tiếp ngày hôm nay. Tuy nhiên thì cô cũng phải nhắc lại một số luật như sau. Khi mà các bạn tham gia lớp đề nghị có phụ huynh ngồi kèm này, nếu mà các bạn cảm thấy khó khăn trong việc sử dụng thiết bị, các bạn sẽ để tên đầy đủ nhá. Và quan trọng nhất là mình sẽ mở cam. Trong trường hợp như hôm nay trong lớp của mình có một số bạn không mở cam và để tên không đúng theo yêu cầu thì đã bị mời ra khỏi lớp rồi. Và cũng rất là tiếc rằng là các bạn vào lớp sớm, nhưng mà có thể là do việc gì đấy các bạn lại tắt cả tắt mic như thế á, thì lại không học được, đúng không? Ok, và hôm sau nha, cô sẽ 100% các bạn mở cam này vào lớp đúng giờ. Và cô mong rằng là bài tập của các bạn là sẽ gửi đầy đủ vào trên nhóm để cô chấm cách phát âm của các bạn nha. Now, this is the end of the class today. Thank you for all the students to join the class. That's the time you need to brush the teeth, wash your face. And now we need to go to sleep. Good night and see you on Wednesday. Bye-bye. See you then. And now we will open the microphone for hold the student, right? Đây, cô sẽ mở mic cho các bạn nha. Yeah, goodbye. See ya. Goodbye, teacher. Goodbye. See you. Goodbye, teacher. Goodbye, teacher. Goodbye, teacher. Goodbye. See you next time.